Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp mỗi buổi sáng và chương trình tin tổng hợp này gửi đến quý vị mỗi một ngày để quý vị có thể nắm bắt được và hiểu được những cái chuyện gì đang xảy ra trên thế giới và xung quanh chúng ta. Hy vọng rằng những bản tin tổng hợp này sẽ giúp cho quý vị có thêm thông tin trong cuộc sống hàng ngày và giống như Phong đã nói là đối chiếu phân tích so sánh để rồi cuối cùng chính quý vị là những người đưa ra cái quyết định sau cùng cho tất cả những cái chuyện xảy ra xung quanh của mình và những cái nhận định riêng của quý vị đó là mục đích của cái chương trình mà thông tin hàng ngày và tin tức hàng ngày và cái chương trình tin tức này gửi đến quý vị à, mỗi một buổi sáng từ à, khoảng tầm 6 giờ rưỡi 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ à, thì có lúc thì nó cũng không chính xác lắm về cái giờ thời gian à, tại vì à, phong còn một số việc phải làm ở một cái một cái đài phát thanh khác do đó thì tùy theo cái đó nhưng mà nó cũng từ 6 giờ rưỡi cho tới 7 giờ rưỡi là cái phần mà tin tức tổng hợp một buổi sáng của phòng hy vọng rằng là quý vị nắm ba, hiểu được là cái khoảng <laughs> hơi khó cho phòng cái chỗ này là vì phòng vừa dứt một cái đài kia là mới qua cái đài này thì nó đôi khi đôi khi cái thời gian nó hơi chênh à, lệch một chút xíu nhưng mà từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là cái khoảng thời gian mà phòng đưa đến quý vị cái phần mà tin tổng hợp mỗi một ngày và trước khi đi vào phần tin tổng hợp thì giống như phong nói là đây mới chính là cái channel của phong bên youtube các bạn vô trong cái logo là tnp tức là Trần Nhật Phong đó viết tắt đó và Phong Trần thì là các bạn bấm vào thì sẽ thấy cái banner này thì trong đây mới là cái cái channel của Phong thì à, những cái chương trình của Phong sẽ được upload lên à, sớm nhất ví dụ như là à, ngày hôm qua là cái chương trình mà Hiếu Sinh thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở đầu hết đây thì nó dễ hơn cho các bạn và như vậy thì các bạn sẽ không bị người ta gạt là lấy cái video clip của Phong qua cái channel của người ta và à, rồi cái đặt một cái tựa khác làm cho các bạn bị sốc và nhảy vào thì mới biết là cái đó của phong là nó không đúng với lại cái cái nội dung mà mình thảo luận hay mình nói chuyện làm cho các bạn dễ bực mình thì đây mới chính là cái channel chính thức thì nếu như những bạn Facebook mà bên Facebook mà muốn qua bên YouTube thì vào channel này còn nếu có những bạn bè nào mà muốn họ nghe những cái tin tức của Phong hay là những cái bài nói chuyện của Phong thì nên vào thẳng cái channel của Phong nó tốt hơn bên YouTube còn nếu không thì có thể coi bên Facebook bên Facebook thì coi từ xưa đến nay vẫn ổn Tuy nhiên bên YouTube thì nó được cái là cái hình ảnh nó đẹp hơn là bởi vì bên YouTube hình ảnh của nó là một 1080p tức là full HD so với bên Facebook là chỉ có 720p. Do đó thì nếu mà các bạn muốn thì có thể qua bên bên nào coi cũng được cả. Đó là cái thông báo của Phong và bây giờ chúng ta nhanh chóng bước vào bản tin đi các bạn. À, bản tin đầu tiên. À, ngày hôm nay thì các bản tin đầu tiên mà phong đưa lên các bạn là từ đài truyền hình cnn à, cho biết là có hai à, sĩ quan tình báo của trung quốc đã bị tố cáo tội đánh cắp các cái kỹ thuật về phản lực cơ của hoa kỳ và trong bản tin này cho biết thì các bạn thấy là bản tin này của cnn cho biết là có hai giới chức tình báo của trung quốc có cái tên là jaron và Chai Men là hai giới chức tình báo này đã bị tố cáo là họ làm việc cho tỉnh cho cơ quan tình báo tỉnh Giang Tô MSS và họ đã đến Hoa Kỳ và đánh cắp những cái kỹ thuật của từ những công ty tư nhân cung cấp những cái kỹ thuật phản lực cơ cho Bộ Quốc phòng hay là cho phía chính phủ Hoa Kỳ và hai nhân viên này cho tới ngày hôm nay thì không biết là họ đang ở Hoa Kỳ hay là họ đang ở Trung Quốc và Trung Quốc xưa nay vẫn chưa có một cái hiệp ước dẫn độ nào với Hoa Kỳ và cũng họ cũng không thể nào mà để cho dẫn độ nhân viên tình báo của họ về Hoa Kỳ xét xử do đó nhưng mà cái đài truyền hình CNN đã loan cái tin này ra à, cho thấy rằng là cái sự hoạt động đánh cắp thông tin của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã được phanh phui khá nhiều à, không những là ở những cái à, ở những cái à, cái công ty tư nhân mà sản xuất những cái thiết bị hay là những cái kỹ thuật cho bộ quốc phòng hay là cho cơ quan nasa vũ trụ hay là cho chính phủ hoa kỳ đều có những người làm việc ở đó và bán hay là lấy thông tin từ những nơi đó để cung cấp cho chính quyền trung quốc ngày hôm qua thì trong cái bản tin mới mà tôi có loan cho các bạn thấy là không những như vậy trung quốc còn gửi những khoa học gia của họ từ những khoa học gia này là xuất thân là PLA tức là quân đội giải phóng nhân dân trung quốc đã đến những cái trường đại học của hoa kỳ để tham gia là làm việc ở trong những cái trường đại học của Hoa Kỳ và từ đó thứ nhất là họ chiêu mộ thêm những sinh viên Trung Quốc làm việc cho họ và lấy cấp thông tin cho họ và thứ hai bản thân của họ cũng đã đánh cắp nhiều thông tin từ những cái trường đại học này và đó là những cái mà gần đây đã được phanh phui ra và Tổng thống Trump đã từng cảnh báo những công ty lớn kể cả Cisco System, kể cả Intel, kể cả Amazon hay là Microsoft cũng nên cẩn thận là bởi vì Trung Quốc có thể đã cài cắm người vào những cái công ty này hoặc là đã bỏ những cái con chip vào những cái thiết bị mà những công ty này mua. Do đó thì đó là cái lời cảnh báo của tổng thống Donald Trump thì trong thời gian về mấy tháng qua thì quý vị đã thấy là một số những cái trường hợp mà Trung Quốc hợp, à, hoạt động gián điệp và có những cái việc đánh cắp thông tin đã được phanh phui ra trên mặt báo chí và đó là cái bản tin đầu tiên ngày hôm nay và bước qua cái bản tin thứ hai À, bản tin thứ hai cho biết là từ Nam Bắc Hàn các bạn. Nam Bắc Hàn tới đâu rồi? Bắc Hàn đã được báo cáo là đã chuẩn bị các cái khu vực nguyên tử và hỏa tiễn của họ để cho cộng đồng quốc tế tới thanh sát. Đó là cái bản tin đầu tiên. À, bản tin này cho biết là cơ quan tình báo của Nam Hàn đã gửi à, một những cái quan sát viên của họ tới cái khu vực à, của Bắc Hàn nơi mà Bắc Hàn đã từng thử nghiệm vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân và phóng hỏa tiễn lên trên phóng tử hỏa tiện đó thì họ đã có mặt ở đây để quan sát và theo theo phía Nam Hàn cho biết là họ có mặt quan sát trước khi mà các thanh sát viên của quốc tế về đặc trách về nguyên tử bước vào trong đây để mà kiểm tra. Thì đây là một trong những cái điều tích cực mới nhất từ phía Bắc Hàn đã cho phép phía Nam Hàn gửi những giờ quan sát viên của họ vào khu vực này. Theo bản tin cho biết thì là những quan sát viên này đã tới cái khu vực nguyên tử có tên là Puchiri. Puchiri là một trong những cái nơi mà thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn nằm ở Moon Pyongyang là cái nơi mà Bắc Hàn đã từng đã từng một lần để cho thanh sát viên vũ khí nguyên tử của Liên Hiệp Quốc vào thanh sát và sau đó bị ngưng lại và bị ngăn lại. Thì đây là một trong những cái nơi được xem là khá nhạy cảm của Bắc Hàn. Thì trong cái bản tin mới nhất ngày hôm nay, phía Bắc Hàn đã đưa ra thêm một cái động thái tích cực là cho phép quan sát viên của Nam Hàn vào trước khi mà họ mời quan sát viên và các thanh sát viên của quốc tế vào thanh sát cái khu vực nguyên tử mà họ tuyên bố là sẽ giải giới ở cái khu vực này, tức là sẽ giải giới một cách vĩnh viễn tức là những cái khu nguyên tử này sẽ đóng lại một cách vĩnh viễn luôn đó là cái phía bắc hàn đưa ra và tất cả những cái động thái và những cái biến chuyển này đưa ra là để cho hoa kỳ thấy được cái điều tích cực từ phía bắc hàn bù lại họ yêu cầu phía hoa kỳ là phải giải giới bớt một phần cái lệnh cấm vận của đối với bắc hàn tại liên hợp quốc hoặc là toàn phần thì đây là một cái đề nghị của phía Bắc Hàn. Tuy nhiên đề nghị này thì phía Tổng thống Donald Trump vẫn chưa trả lời chính thức. Ông chỉ nói rằng là ông rất là hoan nghênh những cái động những cái biến chuyển mới nhất của chính quyền Bắc Hàn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên thì phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn khẳng định là họ chưa có ý định là sẽ đóng góp tức là sẽ góp tiếng nói ở Liên Hiệp Quốc để mà giải tỏa bớt một phần cấm luận cấm vận hay là toàn phần cấm vận cho Bắc Hàn cho tới khi mà cái khu vực này được phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Đó là lời tuyên bố của phía Bộ ngoại giao của Hoa Kỳ. Đó là cái bản tin liên quan tới Bắc Hàn ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đi tiếp qua một bản tin khác cũng khá quan trọng trên thế giới là bản tin này là từ tờ The Telegraph. Telegraph là một tờ báo tại Anh Quốc nha các bạn. Đây là tờ Telegraph cái okay. và trong đây thì ta cho ta biết là NATO đang chuẩn bị một cái cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh để đối đầu với sự gia tăng của nga trong khu vực uh, uh, vùng Bắc Cực và đây là bản tin cho biết và trong bản tin này cho biết đây là cuộc tập trận lớn nhất mà NATO sẽ khởi động kể từ khi có cuộc uh, chiến tranh lạnh xảy ra và các quốc gia thuộc uh, khối uh, Âu Châu mà phía Tây đó các bạn sẽ thực hiện cái cuộc tập trận này trên vùng biển Bắc Cực và vùng biển Baltic và tin cho biết thì có tới 50.000 quân nhân, 250 chiếc chiến đấu cơ, 65 chiếc chiến thuyền và 10.000 chiếc xe tăng lẫn thiết giáp sẽ tham gia vào cái cuộc tập trận này sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm và nằm ở hai cái địa điểm là Iceland và Finland tức là băng ở ở băng đảo và ở Phần Lan, ở Băng Lan và Phần Lan đó các bạn. Mình gọi là Iceland và England Tổng cộng là có 31 quốc gia sẽ tham gia vào cái cuộc tập trận này của NATO. và và các cái các cái hình ảnh mà cho thấy là các cái chiếc Uh, uh, xe tăng hay là uh, những chiếc thiết giáp đã bắt đầu và xuất hiện ở khu vực này đây là cuộc tập trận lớn nhất và tổng cộng là có 300.000 lực lượng binh sĩ sẽ tham gia uh, đó là cái cuộc trăm uh, 000 binh sĩ, ồ oh, xin lỗi quý vị là cái cuộc tập trận này tiếp theo cái cuộc tập trận Vostok của Nga uh, hôm tháng rồi và bộ uh, trong cái cuộc tập trận tháng đầu của nga thì quy tụ tới 300 binh sĩ của họ à, được xem là một cái cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh và trên đây một số hình ảnh của nato nha các bạn đây là binh sĩ của nato à, binh sĩ của anh quốc nha các bạn và trong cái cuộc tập trận này được xem là một trong những cuộc tập trận lớn nhất của nato liên minh bắc đại tây dương từ thời chiến tranh lạnh cho tới bây giờ đây là một trong những cái bản tin mà khá quan trọng và bản tin kế tiếp từ hãng thông từ hãng thông tấn reuters liên can tới việt nam việt nam cyber law sẽ bắt đầu và để mục đích theo lời phát biểu của phía à, bộ an ninh của cộng sản việt nam thì cho rằng là chống lại những cái fake news và terrorist nhưng mà trong bản tin này cho biết là tin từ hà nội là cái vấn đề mà cái đạo luật an ninh mạng của cộng sản việt nam thông qua hồi tháng rồi theo lời của bộ à, à, an ninh của cộng sản Việt Nam thì lại là, là, là để chống lại các cái fake news tức là tin giả cũng như là các cái à, à, gọi là, họ gọi là khủng bố nhưng tôi không biết khủng bố bằng cách nào trên mạng xã hội và họ đã đồng ý cái luật này hồi tháng 6 và sau đó thì họ đòi hỏi những công ty như là Facebook hay là Alphabet tức là Google đó các bạn à, các, <laughs> đó, là phải đặt server à, và phải đặt uh, Office tức là uh, đặt uh, văn phòng tại Việt Nam À, và bộ và các cái nhóm mà tranh đấu cho cô quyền lợi và các cái chính quyền tây phương kể cả hoa kỳ đã lên tiếng à, và phản đối mạnh mẽ các bạn nhìn thấy nào strong objection tức là phản đối mạnh mẽ từ những công ty như là facebook google và các nhóm à, hoạt động cho nhân quyền và cũng như các chính quyền tây phương kể cả hoa kỳ đã lên tiếng chỉ trích cái đạo luật an ninh mạng này và trong đó thì theo lời giải thích của cộng sản việt nam thì họ dùng để à, bảo vệ cái an ninh trên mạng mà theo đó thì cái luật này đòi hỏi là các bạn effect on next year tức là sẽ có hiệu lực vào năm tới, đòi hỏi các công ty kỹ thuật ngoại quốc phải thành lập văn phòng và cái nơi chứa dữ liệu của họ tại Việt Nam. Và Facebook lẫn Google là được dùng khá nhiều ở trong cái quốc gia này và họ không có không hề có một cái văn phòng hay là một cái một cái kho chứa dữ liệu của họ tại đây và đây là cái điều điều cái điều mà phía Bộ An ninh Cộng sản Việt Nam đã đưa ra và họ nói rằng là sẽ có những cái hệ quả đáng tiếc nếu như mà những quốc gia này không những cái công ty này không đáp ứng những cái lời đòi hỏi của họ đó là cái bản tin trên hãng thông tấn Reuters cho biết là phía Bộ An ninh đã bắt đầu lên tiếng giải thích trước áp lực của quốc tế là các bạn thấy trong đó là các tổ chức tranh đấu cho dân quyền các chính quyền tây phương kể cả Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích rất nặng nề cái đạo luật an ninh mạng này mà Cộng sản dùng cái bình phong là chống tin giả và chống khủng bố. Nhưng trên thực tế thì cái đạo luật an ninh mạng này mục đích là để dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến và những cái ý kiến phản ảnh xã hội tại Việt Nam. Chính vì vậy mà cái đạo luật an ninh mạng này mới buộc công ty Facebook hay là công ty Google phải đặt máy chủ, tức là đặt cái server của họ tại Việt Nam nơi chứa dữ liệu hoặc là đặt văn phòng. Lý do là họ muốn lấy những thông tin của những nhà bất đồng chính kiến, những người phản ảnh xã hội để mà trấn áp họ. Chính vì vậy mà phía các quốc gia Tây Phương đã lên tiếng chỉ trích rất gắt gào cái đạo luật an ninh mạng này của Cộng sản Việt Nam. Đó là cái bản tin liên quan tới tình hình tại Việt Nam. Và bây giờ chúng ta bước qua một cái bản tin khác các bạn, à, bản tin của tờ South China Morning Post thì cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như thế nào? Đây là cái bản tin giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những cái cuộc chiến tranh lạnh về mậu dịch, Hồng Kông phải chuẩn bị để đối diện với lại một cái thế giới mới. Đó là cái bài phân tích liên quan tới tình hình tại Hồng Kông và trong tờ sao China Morning Post này đã đặt vấn đề là nếu như trường hợp tệ hại cuộc chiến mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lên cao hơn và gây tổn thương nặng nề đôi bên thì cái vị trí của Hồng Kông sẽ như thế nào, nền kinh tế Hồng Kông ra sao và người dân Hồng Kông sẽ phải ứng xử như thế nào, đặc biệt là cái sự đối đầu không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà kể cả trên lĩnh vực quân sự với Đài Loan. Thì trong bài viết này cho thấy rằng là Đảng Cộng sản đã thao túng cái nền chính trị của Hồng Kông, mặc dù họ đã ký từ năm 1997 với Anh Quốc là khi nhận lại Hồng Kông phải để dành cho Hồng Kông 50 năm bất biến, tức là cái 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 nền cái nền tảng thể chế của Hồng Kông vẫn là một cái thể chế dân chủ bầu cử tuy nhiên trong những năm gần đây trung quốc đã bắt đầu thao túng bằng cách là không cho phép dân hồng kông chọn những ứng cử viên họ muốn mà chỉ muốn dân hồng kông chọn những ứng cử viên nào mà bắc kinh đã chọn lựa và điều này nó lại ảnh hưởng tới nền dân chủ của hồng kông và bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu như cuộc chiến màu dịch này xảy ra thì liệu nền kinh tế hồng kông sẽ như thế nào thì trong bài nhận định này cho biết là nền kinh tế hồng kông sẽ được xem là thê thảm nhất tại vì nằm giữa hai làng đạn là họ phải chịu cái mức thuế quan họ phải chịu những cái uh, mức xuất cảng và cái giới hạn của cái mức xuất cảng kiểm tra hàng, hàng hàng hóa trước khi mà hồng kông xuất cảng ra nước ngoài mà nhập cảng từ bên trung quốc qua hay ngược lại nhập cảng vào trung quốc thì nó sẽ gặp một cái rào cản rất là lớn và như vậy thì nền kinh tế hồng kông sẽ rơi vào khó khăn thị trường chứng khoán hansen có thể sẽ bị rớt giá và bên cạnh đó là các bạn biết thị trường chứng khoán hansen là của hồng kông và bên cạnh đó là cái cuộc sống của người dân sẽ trở nên bất ổn hơn, không được ổn định là vì họ luôn bị cái tình, cái tâm lý bất an về cuộc chiến mậu dịch và cái túi tiền của mình đó là cái bài nhận định trên tờ South China Morning Post ngày hôm nay liên can tới cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái vấn đề mậu dịch cũng như là trong cái sự đối đầu căng thẳng về à, à, về quân sự đặc biệt là khu vực biển đông cũng như là trên đảo quốc Đài Loan và cũng trong ngày hôm nay ở trên hãng thông tấn Reuters cho biết là cái hiệp ước mà không có Hoa Kỳ tham dự đã được khởi động về mậu dịch. À, bản tin cho biết là 11 quốc gia tham gia vào cái hiệp ước mà à, miễn thế quan à, gọi là ở khu vực Á châu Thái Bình Dương sẽ có thể chấm dứt vào à, tháng 12 tức là sẽ bắt đầu khởi động cái hiệp ước này vào tháng 12. Phía New Zealand cho biết và À, nó sẽ là một cái à, hiệp ước thương mại toàn cầu giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có những cái cuộc căng thẳng về thương mại à, Hiệp ước này đã được à, tiến hành một cách à, nhanh chóng trong 6 tháng qua gồm có 6 quốc gia à, Gồm có Canada, Nhật, Mexico, New Zealand và Singapore Và họ có 60 ngày để có thể đạt đến cái thỏa thuận à, về việc mà cắt giảm thuế Theo phía à, bộ trưởng của bộ xuất nhập cảng của New Zealand có tên là David Park cho biết và 10 trên cái cái hiệp ước này nó khởi nguồn từ một cái hiệp ước khác nha các bạn. Nó khởi nguồn là từ cái hiệp ước mà dưới thời ông Obama tức là gọi là TPP và sau đó đến thời tổng thống Donald Trump thì ông đã rút khỏi cái hiệp ước này để bảo vệ cái quyền lợi việc làm cho người, người dân tại Hoa Kỳ và những quốc gia còn lại đã đi đến cái uh, thỏa thuận hồi tháng Giêng và gọi đây là một cái thỏa thuận mới có tên gọi tắt là CPTPP. À, uh, Comprehensive and Progressive ok và cái cụm từ này thì vẫn giống nhau tức là agree for trans pacific partnership thì cái hiệp ước này gồm 11 quốc gia thì nó đã ký kết hồi tháng giêng đạt được cái thỏa thuận hồi tháng giêng nhưng mà chưa ký kết riêng cái hiệp ước 6 quốc gia kia thì đã xong và họ sẽ khởi động vào tháng 12 tức là sau khi đạt những cái thỏa thuận ký kết cuối cùng vào tháng 12 năm nay, tức là gồm 6 quốc gia mà nằm dọc theo bờ biển Thái Bình Dương và họ ký kết là cái cái mức quan thuế giảm quan thuế để có thể đi tới cái vùng gọi là tự do mậu dịch tức là phi thuế quan đó miễn phí thuế quan trong thời gian tới thì đây là một trong những cái bản tin mà liên quan tuy nhiên thì họ không nhắc nhở gì đến cái CPTPP mà họ chỉ nói về cái của 6 quốc gia này trong khi đó 11 quốc gia còn lại trong cái CPTPP thì hiện nay thì trên nguyên tắc là các quốc gia đã đạt được cái thỏa thuận nhưng mà vẫn chưa ký kết văn bản một cách chính thức để thành lập một cái vùng tự do màu dịch giữa 11 quốc gia với nhau và các cái điều khoản quy tắc trong đó vẫn chưa được thảo ra một cách chi tiết à, thỏa thuận là trên cái vấn đề tổng quát mà thôi đó là cái bản tin là liên quan tới cái phần mà khu vực Á Châu Thái Bình Dương và xin lỗi các bạn à, và kế tiếp đó là bản tin của tờ South China Morning Post cho thấy là nền kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại một cách nhanh chóng hơn so dự tính và có thể đã bắt đầu đến tình trạng tệ hại đó là lời phân tích của các chuyên gia và bản tin này cho cho biết là cái nền kinh tế của Trung Quốc à, theo dự tính thì nó sẽ chậm lại nhưng mà kéo qua tới năm tới nó mới rõ nét hơn tuy nhiên trong cái bài phân tích mới đây nhất cho thấy là rõ ràng nó cái sự chậm lại đó nó đi nhanh hơn là người dự kiến tức là do ảnh hưởng chính thức từ cái mức quan thuế đánh thuế vào các cái thị trường của Trung Quốc à, và của Hoa Kỳ tức là Hoa Kỳ đã đánh thuế quan vào Trung Quốc 200 tỷ Mỹ kim ngược lại Trung Quốc đánh thuế vào mặt hàng của Hoa Kỳ là 60 tỷ Mỹ kim và cho tới ngày hôm nay là Trung Quốc đánh thuế tổng cộng là 110 tỷ Mỹ kim, trong khi Hoa Kỳ đã đánh thuế vào Trung Quốc à, mặt hàng của Trung Quốc là 250 tỷ Mỹ kim và có thể sẽ gia tăng thêm 257 tỷ Mỹ kim vào tháng Giêng à, năm 2019. Thì trong cái bài phân tích này cho thấy rằng là phía Bắc Kinh và những chuyên gia dự tính rằng cái mức chậm à, cái mức kinh tế bị chậm lại của của Trung Quốc có thể sẽ lọt qua cái à, tam cá nguyệt của năm tới đó là cái nhận định vì bị, bị ảnh hưởng của cuộc chiến mâu dịch. Tuy nhiên trong cái bài phân tích mới đây nhất trên tờ South China Morning Post cho thấy là rõ ràng nó đã chậm lại và nó đi nhanh hơn à, cái dự kiến mà các nhà phân tích đã phân tích trước đó và cho thấy rằng là các cái công ty xuất cảng của Trung Quốc đã bắt đầu có chiều hướng đơn đặt hàng chậm lại. Đơn đặt hàng chậm lại so với tháng 8. À, tháng 8 khi mà có nhưng Manh nha có cái xuất thế 200% thì đã có nhiều cái đơn đặt hàng à, của những công ty bên Hoa Kỳ họ dự họ mua hàng để dự phòng là để khi mà bị đánh thuế thì họ có họ họ có hàng để họ dự trữ trong cái thời gian bị đánh thuế. Do đó thì cái mức bán của tháng 8 nó tăng. Nhưng mà qua tới tháng 9 khi mà cái thuế suất 200 tỷ Mỹ Kim được áp được áp dụng thì là cái mức bán đã sụt xuống rõ rệt và cho thấy rằng là cái mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã có chiều hướng chậm lại hơn so với lại cái sự dự tính của họ và đó là một trong những cái bản tin liên quan tới tình hình tại Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên can tới tình hình khu vực Á Châu thì chuyện gì xảy ra trên tờ Taiwan News cho biết là Trung Quốc đã bắt đầu phải chú ý lại cái lời phát biểu và cái chiến lược của Đặng Tiểu Bình. À, bản tin này cho biết là đây là một trong những cái, à, à, cái bản tin mà Đài Loan đã tăng đăng thì trong bản tin này cho biết là à, dường như có để tránh bất kỳ đề cập nào đến nặng tiêu bình à, một một trong những cái động lực thúc đẩy nền kinh tế cải tổ kinh tế của Trung Quốc à, các cái à, cơ quan truyền thông của Trung Quốc và cuộc đàm phán cải cách của ông Tập Cận Bình gần đây đánh dấu kỷ niệm 40 năm mở cửa đang trong tình trạng bị suy yếu đó là cái lời nhận định của à, cái à, tờ Taiwan News và trong ngày 30 tháng 10 à, à tờ báo Nhân Dân Nhật Báo một tờ báo mà đại diện cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì Tập cận bình trong cái bài phát biểu này đã được trích dẫn là nêu lên hiện thực về cái cải cách và giải thích với các tình huống mới trong chuyến đi viếng thăm tới Quảng Đông của ông ta đây là cái bản tin mà mà cho biết và sự biến mất rõ ràng của ông Tập cận bình trong các cái lời các cái lời phát biểu của ông trong tờ báo này và đặc biệt là của một người là con trai của Đặng Tiểu Bình À, con trai Đặng Tiểu Bình đã có những cái lời phát biểu ngày hôm qua ở trên tờ South China Morning Post các bạn còn nhớ tôi có điểm. Thì ông ông con trai của Đặng Tiểu Bình đã lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc nên biết vị trí của mình ở đâu và nên bớt hách dịch. Đó là cái lời tuyên bố của ông này trên tờ South China Morning Post và sau đó thì à, tờ nhân dân đã đăng lại một số những cái bài phỏng vấn này nhưng mà họ cắt bỏ cái phần phát biểu của ông à, con trai của Đặng Tiểu Bình à, về những cái lời đó và cho thấy rằng là Trung Quốc gia tăng kiểm duyệt và họ tránh nhắc tới, họ tránh nhắc tới ông Đặng Tiểu Bình, một trong những người mà có công cải tổ cái nền kinh tế của Trung Quốc đó các bạn. Và khi mà lời con trai của Đặng Tiểu Bình lên tiếng như vậy đó, thì hầu hết báo chí của Trung Quốc đã giữ thái độ im lặng và không có nhắc nhở gì đến gia đình của họ Đặng. Đó là cái lời nhận định của tờ Taiwan News ở trên ở bên Thái Quan cho biết. Và đây là một trong những cái, đây là một trong những cái À, tin mà liên can tới phần à, cái lời phát biểu ngày hôm qua và cái chiến lược của đặng tiểu bình, ê, cái chiến lược của ông tập cận bình rõ ràng tập cận bình đã có à, đã có những cái hướng đi thực hiện cái giấc mộng của đặng tiểu bình là tập cận bình đó. Tuy nhiên thì á, trong cái giai đoạn mà thống nhất quyền lực này thì ông tập cận bình lại không nhắc nhở và cũng không muốn nhắc tới cái giai đoạn của đặng tiểu bình thì báo chí đã được lệnh lầm như vậy và cuối cùng họ đã không đăng lại tất cả những cái bài phỏng vấn này, ngoại trừ tờ nhân dân nhật báo trích một số đoạn ở trong cái bài phỏng vấn này để mà đăng theo cái kiểu mà gọi là bảo vệ cho cái chính sách kinh tế của ông Tập Cận Bình. Đó là cái bản tin của tờ Taiwan News. Và liên can tới Đài Loan ngày hôm nay cũng có một cái bản tin khá đặc biệt và những bạn nào đang ở Đài Loan nên cẩn thận, đó là Đài Loan đã tìm ra những cái loại dồi heo và dồi heo các bạn Chinese sausage các bạn được xuất phát từ phi châu à, có thể mang tới những cái con virus và do những cái người mà đi du lịch mang vào. Ở à, trong đây thì cho biết là họ phát hiện ra được là những cái dồi heo mang từ phi châu vào Đài Loan. Và những cái dồi heo này được xuất cảng từ Trung Quốc qua bên phi châu và họ nó có hai ba chiều và những cái dồi heo này đã mang một cái loại vi khuẩn khá nguy hiểm và tổng cộng là phía Đài Loan đã phát hiện được 73 trường hợp. À, ở đài loan và nếu như những người nào đi du lịch tới Đài Loan mà mang cái loại cái, cái loại dồi heo nằm trong bịch này á thì có sẽ bị phạt lên tới 500 mỹ kim và bản tin cho biết rằng là ở Trung Quốc đã có 53 trường hợp vào bệnh viện bị trúng con virus này được điều trị ở uh, các cái tỉnh ở Trung Quốc vì lý do là họ ăn nhầm cái loại dồi heo này mà mang đến từ phi châu mà phi châu đó những cái farm nuôi heo đó lại là của người Trung Quốc nữa. Do đó thì họ đã lên tiếng cảnh báo và ngăn cấm các loại dồi dồi heo này nhập cản vào Đài Loan có thể phát sinh ra những cái cái loại virus lạ và lây lan ra bên con người gây tính tử vong. Đây là một trong những cái bản tin khá nguy hiểm. Và bản tin cũng cho biết là à, Đài Loan đếm được là có tổng cộng 5 triệu à, 4 con heo ở trên tổng cộng là 7.600 cái trại nuôi heo với trong đó là có 3.000 có là các loại động vật khác đã được nuôi ở Phi Châu và Trung Quốc và nhập cảnh vào Đài Loan và đó là một trong những cái bản tin và cái bịch mà dồi heo mà trong cái bịch ni lông đó đó thì nặng khoảng 1.5 kg và nó là những cái dồi heo mà những người du lịch mang từ Phi Châu qua Đài Loan và nó mang cái loại virus này do đó thì đây là cái lời cảnh báo của phía Đài Loan và bây giờ bản tin kế tiếp các bạn À, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng luôn trong uh, cái phần tin thời sự ngày hôm nay là đài truyền hình nbc uh, đã đưa một cái tin liên can tới cộng đồng người Việt đó là uh, trong cái bản tin này cho thấy là cái cuộc chiến về cái tranh cử ở uh, quốc hội của tiểu bang đã gia tăng thêm cái uh, uh, cái tinh thần bảo thủ ở lý đô sài gòn tức là ở trong quận cam thì các bạn nhìn thấy hình này các bạn còn nhớ uh, lần trước tôi có làm cái chương trình giải mã thì đây chính là luật sư trần thái văn anh được xem là một trong những chính trị gia lão luyện nhất không phải chỉ riêng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà ngay cả trong cộng đồng Mỹ à, vẫn xem trần thái văn là một tay chính trị gia lão luyện nhất và đây là tấm hình mà NBC đã đưa lên mặc dù là anh lại không có liên can tới cái bản tin này à, bản tin được viết từ Irvine các bạn là người Mỹ gốc Việt và sẽ đóng vai trò quyết định trong một số cuộc đua quan trọng ở quận Cam California và theo các quan chức và những cái đảng phái cho biết thì có thể xác định là bằng quyền lực ở hạ viện hoa kỳ và trong đó thì có ba cái vị trí các bạn mà nơi tập trung nhiều nhất là lá phiếu gốc việt là cái ba cái vị trí này à, bao gồm đó là của à, à, đảng viên đảng cộng hòa đó là ông dana rorapecker rồi à, mimi, mimi water và Ed Royce là ba cái vị trí mà nơi có cái cộng đồng người mỹ gốc việt nhiều nhất và trở thành một swing vote và trong khi đó, các người Mỹ có việc ủng hộ Đảng Cộng hòa trong lịch sử với cái khối phiếu thật cao. Ở đây cho thấy nè các bạn thì các nhóm so với các nhóm được xem là ủng hộ cho Đảng Cộng hòa rất cao so với các nhóm khác nha các bạn. Và trong đây có thể nhắc lại là các bạn thấy là người người là có cái tinh thần với Đảng Cộng hòa, một cái mà là có tinh thần chống cộng khá mạnh mẽ là một trong những cái căn bản của các đảng viên Đảng Cộng hòa tức là GOP và trong đây cho thấy là theo cái tường trình của năm 2018 của cái tổ chức gọi là Asian American Voter Survey à, cho biết là kết luận rằng á à, là từ cái nhóm là APIA EP... EP... à, cho biết ở à, là ở cái, uh, trường đại học California Riverside cho thấy là có tới 42% cử tri người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa, chỉ có 28% là bỏ cho Đảng dân chủ so với năm 2016 là đôi bên là 23% và 64% người Việt người Mỹ gốc Việt năm 2018 là ủng hộ cho các chính sách của tổng thống Donald Trump và các việc làm của ông và được xem là cao nhất trong tất cả các nhóm Á châu. Đó là các cái bản tin liên quan tới Việt Nam và à, bản tin cho biết là à, các cái, cái cử tri gốc Việt này cộng đồng Việt Nam đã giữ à, cái à, trung tâm của Đảng Cộng hòa lâu hơn và và, và bạn có thể trẻ hơn nhưng mà cuối cùng thì à, là cử tri á à, sau đó là họ tức là cái khối phiếu của đảng cộng hòa do người việt giữ ở đây lâu hơn so với khối phiếu của người latino thường thường bỏ cho phía đảng dân chủ và các cử tri à, các cử tri của đảng cộng hòa rất tập trung vào cái khu vực của quận cam đó là cái bản tin liên quan tới tình hình bầu cử tại quận cam và mùa bầu cử năm nay cho thấy rằng là cuối cùng thì cử tri gốc việt vẫn chọn đảng cộng hòa nhiều hơn so với mọi năm và cuộc bầu cử này khá quan trọng và sẽ có nhiều cái uh, thay đổi từ cái suy nghĩ của các cử tri sau 2 năm làm việc của Tổng thống Donald Trump cho thấy là cái kết quả cụ thể công việc của ông thì là tới 64% là ủng hộ cho cái việc làm của Tổng thống Donald Trump và có tới 43% là ghi danh lên đảng Cộng Hòa so với 28% bên đảng Dân Chủ cho các bạn thấy là các thành viên đảng Cộng Hòa và những người cử tri bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa được xem là gia tăng đột biến trong năm nay và được à, ghi nhận rằng là đây là tình của đảng Cộng Hòa ở california và đó là một trong những cái bản tin liên quan đến tình hình thời sự quốc tế ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái phần tin này và hy vọng rằng cái phần tin này một phần nào đóng góp vào cho các bạn trong cái cuộc sống hàng ngày để các bạn hiểu được xung quanh chúng ta xảy ra chuyện gì như thế nào và có thể là từ những cái thông tin này các bạn so sánh đối chiếu và phân tích để đưa ra cái nhận định của cá nhân mình đó là mục tiêu các các phần tin tổng hợp mỗi buổi sáng của phòng cảm ơn các bạn và chúng ta sẽ gặp lại một lát nữa trong phần tin địa phương.